Uh, con là một Phật tử Nam Tông. Con là một Phật tử Nam Tông hiểu luật nhân quả. Con thường ngồi thiền, con sống chung với ngoại đã già và đã lẫn. Ngoại thường đã làm gì rồi là quên không nhận mình đã làm và cãi nhau. Tao nhớ rõ lắm, tao không có làm mấy chuyện đó. Và mỗi khi như vậy là quyền rửa con cháu con biết ngoại bị lẫn nhưng mỗi lần như vậy con cũng rất bực bội nhưng con kìm lại cho qua nhưng hôm qua con giống như bị điên lên vậy Ngoài làm rồi mà không nói không làm bỗng dưng con nổi sân lên bao nhiêu chuyện kiềm nén giống như càng về con không nhịn nữa mà cả tay đôi rồi giằng co luôn với ngoại lúc cãi nhau con biết mình đang sân đang làm chuyện bất hiếu và có thể rơi vào địa ngục nhưng con vẫn cứ cãi, khoảng hơn tiếng sau con mới lên để xin lỗi ngoại và hứa sẽ không tái phạm nữa. Con nghĩ những ác pháp mà mình cứ lướt qua không diệt rồi tới ngày nó phát ra thật khủng khiếp. Giờ con nghĩ mình chắc không thoát khỏi địa ngục rồi, con cũng sợ lắm, con kính mong sự chỉ dạy cho con. À, khi mà chúng ta làm cái việc có lỗi á, đặc biệt là có lỗi với một cá nhân cụ thể à, mình à, xin lỗi rồi đó. thì khả năng rất là lớn khả năng rất, rất là lớn là cái nghiệp đó nó sẽ không có đeo bám mình à, qua đời sau kiếp khác tức là à, nó có thể là nó tới đó rồi thôi ừ. ví dụ như là cô có làm lỗi với lại bà ngoại sau đó cô sám hối cô xin lỗi mà bà ngoại tha thứ cho cô á thì cái khả năng rất là lớn là cái cái nghiệp đó, đó nó sẽ không có đi theo ở đời sau kiếp khác nếu như có đi nữa thì nó cũng rất là nhẹ nó không có đến mức độ mà mình phải chịu nặng nề đâu cho nên là không có lo ừ. tuy nhiên tuy nhiên nếu như mà bất kỳ ai có cái suy nghĩ rằng như vậy thì tôi cứ làm lỗi sau đó tôi xin lỗi tôi sám hối là xong thì với ai có suy nghĩ đó thì họ không tránh khỏi địa ngục nhớ dùm hai trường hợp này khác nhau một là mình lỡ mình phạm lỗi rồi sau đó mình sám hối với đương sự và người ta tha lỗi cho mình thì cái chuyện đó coi như xong và nếu như nó có kéo dài thì cái cái quả nó cũng rất là nhẹ nhưng nếu như mình suy nghĩ là mình cứ phạm lỗi sau đó mình sám hối là được thì người có suy nghĩ đó họ sẽ không tránh khỏi địa ngục nhớ giúp cho hai cái trường hợp này nó khác nhau ừ. Hmm. À, còn à, trong trường hợp mà cô cảm thấy cái chuyện mà cô xin lỗi không thôi nó chưa có đủ á thì à, cô có thể à, cúng giường à, phục vụ bà ngoại cô ví dụ như cô làm một cái bữa ăn nào đó thật là ngon để cô cúng giường bà ngoại à, cô mua cái gì đó để à, cúng giường rồi cô phục vụ cô chăm sóc một cách đặc biệt để mà cô bù đắp lại cái lỗi thì đây là hai cách làm có được nhắc tới trong kinh tạng đó là khi một người mà làm cái lỗi nào đó thì thứ nhất là họ sám hối cái thứ hai là họ chuộc lỗi bằng cách là họ cúng dường phục vụ cái đối tượng mà họ làm lỗi thì như vậy đó, thì cô không cần phải lo ha.